Vội nắm đến hè, lòng mãn mạc buồn. Biết bao ngày qua chưa chán tình thương. Trường đấy lớp đó bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ơi, tôi tới rồi nè. Ơi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay không sao? Ê, Quốc Linh. Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Nhi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ phải không? Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng tụi mình rồi. Còn đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí. Hát cái bài chí bài mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát tới ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Từ đây tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa. Đây. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn mấy chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi. Bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu nghe thôi, nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha. Hàng chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về phía trước. Đưa tay về Nhi bà này. Lên trên trời, mắt nhìn hiểu em tai. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chị diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Em những cái lúc biết mà chị nhìn xuống vậy em đâu có biết đâu đúng không? Quà Minh Di, em lại bị ngu muội luôn á. Kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi thật luôn là á. Thì em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy.